Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng đồng hành và gặp lại nhau ở trong bản điểm tin trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng vào mỗi buổi ngày thứ sáu hàng tuần. Tức là chúng ta kết thúc một tuần giao dịch thì chúng ta sẽ có một bản tin video tuần và trên bản tin video tuần này thì Hùng Lê sẽ chia sẻ những góc nhìn, những quan điểm của cá nhân Hùng Lê về thị trường về cổ phiếu về các nhóm ngành về xu hướng và à, đối với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư đã đồng hành cùng với team của ông lê tại công ty cổ phần chứng khoán VBS cũng như trên kênh chứng khoán chiến binh đến từng có sóng thì chúng ta sẽ nhận à, và chúng ta sẽ xem và chúng ta sẽ tham khảo trên cơ sở đó chúng ta sẽ chắc lọc được những cái ý hay những cái ý tốt những cái ý nó phù hợp với quan điểm của mình để chúng ta đưa về à, có những cái quyết định đầu tư À, còn nếu như các anh chị à, có những đồng hành cùng với những quan điểm của cá nhân hùng lê thì hùng cũng mời các anh chị về với team của Hùng lê tại công ty cổ phần chứng khoán vps à, đấy là một cái lời mời rất là trân trọng đối với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư à, trên khắp mọi miền đất nước cũng như anh chị em cộng đồng nhà đầu tư ở nước ngoài thì à, bản tin của, <laughs> của tuần này thì chúng ta vẫn có ba nội dung chính phần thứ nhất sẽ đi view các cái danh mục khá là quan trọng và trong tuần này thì hùng sẽ view các nhóm ngành bất động sản dân cư bởi vì ngày 16 tháng 3 và đến ngày 20 tháng 3 thì nhóm bất động sản dân cư nó bắt đầu có những cái tín hiệu về dòng tiền Và suốt từ thời gian đó thì Hùng cũng đã dành thời gian để phân tích ở trên nhóm và ngày hôm nay thì cũng sẽ view thêm cái nhóm này Nó đang có những cái tín hiệu khá là khởi sắc Và trong cái thời điểm hiện tại xét về những cái tín hiệu góc độ dòng tiền thì Hùng cũng đã có đề cập ở trong các cái bản tin tuần rồi Đó là nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành banh Uh, nhóm ngành sản xuất thép và nhóm ngành bất động sản dân cư đó là một số các cái nhóm ngành mà đang có được cái dòng tiền khá là tốt thì uh, tuần này thì cũng sẽ review cho các anh chị để chúng ta uh, tham khảo thêm. Ở phần thứ nhất thì Hùng sẽ review uh, cho các anh chị một số các mã cổ phiếu trụ thì đối với Vinhome đó như Hùng đã có phân tích ở đây, sau khi mà Vinhome đạt đỉnh ở khoảng quanh vùng 47 ở đây thì cổ phiếu này sẽ bắt đầu chỉnh cung và cái vùng chỉnh cung dự kiến ở vùng 41.5 42 423 thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây là cái điểm sâu nhất ở trong tuần vừa qua cổ phiếu này về vùng 42.55 tức là nó cũng khá là sát với cái với cái vùng mà chúng ta dự báo ở đây và sau đó thì Vinhome đã có một cái sự bứt phá tương đối mạnh. À, với lực cầu của Vinhome thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể ngắm về cái vùng cản 52 đến khoảng vùng giá 53 54 ở đây. Ở vùng này thì các anh chị chúng ta có lãi rồi thì chúng ta lưu tâm là chúng ta nên canh chốt Uh, cổ phiếu VRE uh, như dự báo thì chúng ta cũng thấy rằng là VRE trong tuần cũng đã có những nhịp test cung về lại vùng 28 8 đến khoảng vùng 29, cá biệt có những điểm sâu nó về lại vùng 28 tức là uh, nó test lại những cái mút nến ở ở gì ở, ở đầu cái tuần 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 trước. Uh, nhưng đóng cửa thì chúng ta vẫn thấy rằng là VRE vẫn có một cái tín hiệu rất tích cực ở trên vùng 29 cộng. À, với tín hiệu này thì khả năng là tuần tới nó sẽ tiếp tục test lại ở quanh vùng 29 và mục tiêu thì có thể ngắm ở nhịp này đó là vùng 30 đến khoảng vùng 30.5 Đây là vùng mà à, các anh chị mà bắt được những cái vùng thấp này thì chúng ta cũng nên ở à, hiện thực hóa lợi nhuận một phần tại vì ở đây đó là vùng cản của cổ phiếu Cổ phiếu Mansan man à, Mansan đây trụ Mansan thì cũng đã phân tích một cái kịch bản rất là sắc cho các anh chị rồi đấy là gì trong những cái phiên mà diện san đẩy đẩy mạnh lên đây này thì chúng ta đừng có hưng phấn và chắc chắn là Man san đã quay trở về test vùng test kỹ thuật đầu tiên muốn có phân tích cho các anh chị đó vùng 81 82 thì trong tuần trước nó chạm và nó bật lên và tuần này thì, thì nó tiếp tục test lại vùng này và nó đã bị thủng cái vùng nhận vùng, vùng, 81 ở đây khi bị thủng cái vùng 81 ở đây thì xu hướng kỹ thuật là nó sẽ quay về test đáy lần hai ở vùng 75 76.5 như vậy là chúng ta Uh, phải căn, uh, phải ke được những cái vùng hỗ trợ, biết ở đâu là những cái vùng hỗ trợ để chúng ta mua thì tuần tới thì các anh chị có thể uh, quan sát ở vùng đó để chúng ta thu gom. Vinamilk trong thời điểm hiện tại nhìn về mặt uh, lực cầu mạnh thì nó chưa có nhưng uh, chúng ta cũng có được những cái điểm đánh ngắn ví dụ là vùng hỗ trợ kỹ thuật 74, 74.5 ở đây các anh chị một lần, hai lần và trong tuần này thì uh, nó cũng đã quay về cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này. Đồng thời thì nó cũng có một cái kháng cự ở đây đó là vùng 77.5 thì các anh chị có thể canh mua ở vùng thấp và canh bán ở vùng cao trong một cái biên hẹp như vậy. À, rồi, à, bây giờ thì à, mà Hùng sẽ đi phân tích cái nhóm ngành thứ hai. À, đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì đối với thời điểm hiện tại là dòng tiền đã có bắt đầu quay trở lại bất động sản dân cư từ ngày 16 tháng 3, ngày 20 tháng 3 và đến thời điểm tại phiên ngày hôm nay thì dòng tiền cũng đánh tương đối là tốt. À, chính vậy nên là cũng đã có những cái sự phân tích à, và khuyến nghị đầu tư thì đối với cổ phiếu SELL ở ngày 20 mấy đây này, ở ngày 2 um, sell ở ngày 28 tháng 2 mùng 1 tháng 3 tức là cái chân sóng của của index ở vùng 1015 đến vùng 1020 á thì tại thời điểm đó thì chúng ta có phân tích vùng 18.5 19.2 đó là hỗ trợ kỹ thuật của xe và chúng ta có thể canh gom. Uh, sau đó thì trong tuần vừa qua chúng ta có tiếp vùng 20.2 đến 20.4 để chúng ta thu gom và mục tiêu của nhịp này thì Seal sẽ hướng về cản khoảng 23 23.5 đến khoảng quanh vùng 24. À, về đến cản này thì chúng ta sẽ quan sát tiếp nếu như trong trường hợp bị chốt thì như vậy là chúng ta sẽ cũng sẽ chốt bớt ở à, vị thế bởi vì đây cũng đang là một cái vùng kháng cự và ngắn hạn thì hùng cũng đánh giá rằng à, bất động sản à, dân cư nó đang có một sóng hồi và sóng hồi này thì sóng hồi nhẹ ở à, đất xanh các anh chị lưu ý là đất xanh ở quý 4 là nó bị lỗ ở à, tuy nhiên à, hùng đã có phân tích à, những cái ý khá là sâu à, về cái tính giao dịch của đất xanh à, đất xanh là nó 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 Uh, cái cái biên lợi nhuận của nó thì thông thường á là 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 cái thằng này nó rất là bấp bênh. Có thể là có quý lỗ nhưng quý liền sau đó thì nó lại coi như cân hết lỗ và như vậy là năm 22 năm 2022 lợi nhuận của nó đạt 149 tỷ. So với năm 2021 là mươi 1157 tỷ như vậy là nó giảm rất là lớn. Nhưng cùng cũng đơn cử những cái thời điểm đó thì năm 21 nó lỗ 495 tỷ nhưng năm 2020 thì nó lại lãi 200 tỷ. Tức là gì? Tức là cái 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 đất xanh nó là chuyên về phân phối các cái hàng bất động sản nó khá là lớn nên nó phụ thuộc vào những cái dự án. Đó, nên là những cái vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta có thể cánh gom. Đó, vùng uh, 11 3 11 5 11.5 11.6 thì anh chị em chúng ta có thể xem xét. Ok thì chúng ta nhìn ở trên góc độ như thế này, tức là đất xanh nó cũng đã có một cái vùng phục hồi một và sau đó thì nó chỉnh về quanh 10 và nhịp này thì nó đang kéo lại được. Đó, nó đang kéo lại được cái biên 12 và trong tuần thì nó cũng đã chỉnh cung lấp gáp lại ở khoảng quanh vùng 11 11 3. Như vậy cái vùng này là cái vùng mà chúng ta có thể gọi là uh, những cái vùng mục tiêu để chúng ta thu gom và thời điểm hiện tại chúng đang nhìn thấy là uh, dòng tiền đánh đất xanh tương đối là tốt, tức là cá biệt đã có những cái phiên mà dòng tiền đã lên đến khoảng tầm độ 10 uh, Tức là trung bình, nhưng Hùng sẽ tính trung bình, tức là nó khoảng tầm 17 triệu cổ phiếu trên một phiên. Như vậy là gì? Đã có một cái dòng tiền khá là lớn và bắt đầu đi vào cổ phiếu này. Như vậy đấy là thời điểm mà chúng ta có thể canh thu gom thêm. À, đất xanh tuần tới mà vượt biên 12 thì các anh chị có thể mở mua mạnh được. À, tiếp theo đó là cổ phiếu HDG. Thì um, HDG cũng là một trong những cái mã cổ phiếu khá là cơ bản của ngành xây lắp. <laughs> ngành xây lắp... <setup. cười> Ngắn hạn thì nó HDG đang có vùng hỗ trợ kỹ thuật 28 khá là tốt và biên khuyến nghị nhặt đó là biên 29 29 5 à, Và mục tiêu hướng cản ở đây là vùng 31.5 đến vùng 32 chúng ta về đến đó thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt à, Cổ phiếu HDC cũng như vậy HDC đang có vùng hỗ trợ kỹ thuật 29 khá là tốt và biên mà chúng ta ngắm Để mua 297 đến khoảng biên 30.3 <laughs> Đây các anh chị à, HDC trong tuần vừa qua thì cũng đã có <laughs> cập nhật À, khá là chi tiết, à, định hướng một số các nhóm ngành à, bất động sản, khu dân cư đó, à, các cái vùng nào chúng ta có thể mua, ví dụ như đây. Đó, thì vùng 297 đến 30.3 là một biên khá tốt để xem xét cân ở cái vùng này, cách đây 4 ngày. <laughs> thì đây các anh chị nhìn thấy đấy cách đây 4 ngày thì nó đều có cái vùng đây 30.3, phía ngày hôm qua có 30.3 và phía này thì đóng cửa vùng 31.1 như vậy khá là ok. À, nhìn trên góc độ kỹ thuật thì đối với HDC trong ngắn hạn thì chúng ta có thể ngắm lại à, vùng cản 34 33.3 33 ba năm đến khoảng vùng 34 ở đây ở à, đây là vùng cản ngắn và nhịp này thì đang là nhịp sóng hồi của bất động sản chính vậy anh chị em cũng có thể nhanh tay để mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu tiếp theo đó là Nam Long à, Nam Long thì Hùng đã ngắm lại ở đây đó là vùng 22.5 và biên kỹ thuật ở đây khá là tốt ở quanh vùng 23 phiên này hôm nay thì là Nam Long đánh kịch trần tức là Nam Long nó cũng có thể là một trong những mã cổ phiếu mà nó mở màn cho cái chiến dịch của nhóm ngành bất động sản ví dụ như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật của Nam Long đánh về khoảng tầm 5 triệu cổ phiếu trên một phiên. Nhịp này thì nhịp này thì Nam Long chắc chắn là khá là tốt rồi và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là target ngắn ở khoảng quanh vùng 30. ở cổ phiếu KDH cũng khá là tốt ở trong nhịp này. sau khi mà KDH đã kéo nhịp một từ khoảng vùng 19 và lên đến vùng 30 thì nó bắt đầu chỉnh cung và đây là một cái giai đoạn tích lũy khá là dài của nhóm ngành bất động sản và nó không có sóng à, ờ, nhịp chỉnh gần đây nó cũng rũ khá là tốt về lại vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 23.5 đến vùng 24 và nó đang có lực kéo lên ở trong tuần này thì nó có biên 25.5 đến biên 25 25.5 và nó đang công lại cản vùng 26.5 khá là tốt Nhìn về lực đi như thế này thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng trong nhịp này Cả KDH sẽ hướng về lại cản 28.5 đến vùng 29 và về đây Thì chúng ta cũng sẽ canh chốt uh, cái nhịp hồi thứ nhất của nhóm ngành bất động sản Đạt Phương uh, cũng được uh, phân tích ở trong nhịp này thì đối với Đạt Phương á là nó đã cũng có một cái nhịp kéo một về vùng 35 và sau đó chỉnh cung. Uh, và nó đang test lại đáy ở vùng 25 26.5 tương đối là đẹp. Đây là vùng mà các anh chị có thể canh để thu gom. Uh, hôm nay thì nó có hồi lên một tí rồi nhưng trong tuần uh, trong tuần này thì chúng ta có vùng 26.5 và tuần này đang đóng cửa vùng 273 thì các anh chị có thể lưu ý nếu như tuần tới trong trường hợp nếu mà bất động sản nó kéo luôn thì chúng ta phải chấp nhận mua với cái giá ấy còn nếu không thì các anh chị có thể đặt quanh vùng 27 268 27 nói chung cái giải lệnh, lệnh lệnh ra mà mua đó khi mua thì chúng ta giải lệnh ra và trong nhịp này thì chúng ta ngắm ngắm nhịp một đâu đó nó sẽ đánh về khoảng quanh cản 32 đấy là vùng giá mục tiêu vùng giá kỳ vọng của Đạt Phương ngoài những mã cổ phiếu cơ bản như vậy thì trong nhóm ngành xây lắp các anh chị lưu ý thêm thùng lê bốn mã cổ phiếu đầu cơ đó là HQC thời điểm hiện tại thì HQC nó liên quan đến cái thông tin uh, Thông tin là gì? Nhà ở xã hội gói 120.000 tỷ Thì nó đã có một hiệu ứng khá là tích cực Khi nó kéo từ uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây Vùng 2.52.6 và đưa về vùng cản 4 Một số các tài khoản đóng tin vùng Lê Thì chốt được ở khoảng quanh vùng 4 rồi đó Vậy thì bây giờ là chúng ta sẽ ngắm như thế nào Thì chúng ta nhìn view view ra dài một tí Thì các anh chị thấy rằng là HQC cũng đã có một cái nhịp giảm tương đối là dài Và hiện tại thì nó đang hình thành được một cái sóng tăng đó, một cái phân kỳ tăng ngắn ở đây phân kỳ tăng ngắn thứ nhất là nó lên được vùng 37 và nó về 2 năm và phân kỳ thứ hai đó là nó từ 2 năm nó đánh lên về 4 và hiện tại ông quan sát ở hai tuần vừa qua thì cái vùng ở đây đó là vùng 3.3 đang là vùng hỗ trợ khá là tốt và ngắn hạn đang là vùng 3.7 đến vùng 4 lại đang là vùng cản. Như vậy thì khả năng HQC nó sẽ đi ở trong biên hẹp này và nó chúng ta sẽ chờ đợi cái dòng tiền nó tích cực hơn. Tức là dòng tiền tích cực có nghĩa là nó phải đánh trung bình khoảng tầm từ 20 đến khoảng tầm độ 30 triệu cổ phiếu trên một phiên thì đấy là dòng tiền tích cực đối với mã cổ phiếu HQC. Ở trên góc độ kỹ thuật tuần thì cũng sẽ view cho các anh chị một cái hình ảnh như này để các anh chị nắm được những ý đồ về mặt tạo lập. Thì các anh chị hãy nhìn thấy đây, đây là một cái nền nó tích lũy khá là dài và sau đó thì nó có một cái tuần tăng tốt và nó có hai tuần rũ bỏ và bắt đầu gì ạ? Nó bắt đầu cổ phiếu này túc tắc có những cái điểm nến tuần rất là zigzag để bắt đầu nó phục hồi đi lên. Và sau đó thì nó có một cây nến tuần là nó đẩy qua được cái vùng cản kỹ thuật ở đây. Ok các anh chị và dòng tiền ở đây thì các anh chị cũng nhìn thấy đấy ạ. Và nó đánh tuần đây khoảng tầm 40 40 triệu và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cần phải chờ đợi thêm cái tín hiệu dòng tiền ở đây nó phải đánh tầm 40 triệu. Đó. đó. trên cổ phiếu trên trên tuần đó, nó phải đánh khoảng tầm từ uh, xin lỗi cả nhà, nó phải đánh là 100 triệu cổ phiếu, phải tầm trên 100 triệu cổ phiếu tuần. <laughs> tức là trung bình một phiên nó phải tầm độ 25 đến 30 triệu cổ phiếu đó các anh chị nhá. Thì ở đây cũng như vậy, sau một cái điểm tăng lên thì nó đang có một tuần giảm mạnh và nó đang có ba tuần rác đi lên và nó đang hình thành được một phân kỳ tăng ở đây và cũng đang kỳ vọng là nhịp này thì HQC sẽ đánh break cái vùng kháng cự ở đây là vùng 4.3. Để chúng ta ngắm về cái target kỹ thuật ở vùng 5.3, sau đó từ vùng 5.3 này nó sẽ có một nhịp trả cung. Trả cung kỹ thuật ở đây và sau nhịp trả cung thành công đó thì nó bắt đầu vào một cái sóng tăng mạnh ở đây sóng tăng này mới là sóng tăng chính của HQC thì đấy là ông đang kỳ vọng một cái yếu tố kỹ thuật ở trong tương lai các anh chị nắm được về cổ phiếu HQC đó ông đã phân tích sâu như vậy để các anh chị nắm được à, cái mã cổ phiếu thứ hai nữa là SCR SCR cũng như vậy SCR hiện tại là ông đã có khuyến nghị trong tim của ông Lê chúng ta cân rồi và cái biên kỹ thuật cân đã được tính ở vùng năm tư năm bảy hiện tại thì nó đang gặp cản 7 đến cản 7.3 và khi gặp cản đó thì chúng ta lại tiếp tục có vùng cân 62 đến vùng 6.4 Như vậy là chúng ta sẽ mục tiêu là đối với SCR các anh chị gom đủ hàng ở dưới vùng 7.3 Và sau đó khi mà nó có những cái tín hiệu kỹ thuật đầu tiên thì chúng ta sẽ ngắm về cái cản đầu tiên đó là cản 9 Đấy cứ bình tĩnh tại vì là bây giờ là cái dòng tiền nó đang 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 phải 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 phải, phải duy trì trở lại một tí nữa tức là dòng tiền ở đây nó đã có một nhịp đánh khoảng tầm 15 đến 20 triệu rồi thì bây giờ sau đó thì uh, sau một cái thời gian thì dòng tiền ở đây nó cần phải kích hoạt lại 15 20 triệu đây thì đấy sẽ là những cái tín hiệu rất là tốt đối với SCR các anh chị lưu ý. <laughs> ở cổ phiếu LDG <laughs> LDG ở đây thì chúng ta có vùng 4 đến khoảng uh, vùng 4.2 là vùng tích lũy khá là tốt và vùng kháng cự 48 đến vùng 5 thì tạm thời thì chúng đang ngắm LDG ở trong một cái biên hẹp như thế này đã cái mã cổ phiếu DRH cũng là một cái con con mà nó đánh đánh t cộng đi, na đánh t cộng khá là hay. Ờ, trong thời điểm hiện tại nó đang xây biên 4547 là vùng hỗ trợ dưới và biên kháng cự trên là vùng 5.3 đến vùng 5.5 như vậy một nhịp nó chạy đâu đó khoảng tầm từ 15 đến 18 phần trăm thì với những cái tài khoản đánh nước thì các anh chị cũng có thể là hỗ trợ cân và lên đến kháng cự bán ở trong một nhịp ngắn. OK, về nhóm ngành bất động sản thì Hùng chỉ dành thời gian vòng giới thiệu với các anh chị những cái mã cổ phiếu khá là cơ bản như vậy thì các anh chị có thể nốt lại. À, còn những còn những mã cổ phiếu nào mà chúng ta quan tâm thì có thể comment ở bên dưới dòng thời gian của bản tin, Hùng sẽ dành thời gian để chúng ta trả lời. Nhóm ngành tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành thép thì hiện tại nhóm ngành thép cũng đang hai tuần gần đây thì nó đang sideways đi ngang. Vì sao? Vì thứ nhất đó là vì là vùng kháng cự, chúng ta nhìn thấy rằng là ví dụ Hòa Phát ở đây có cái vùng kháng cự 22 đến vùng 22.5 và hiện tại thì vùng kháng cự này Hòa Phát cũng chưa đạt được. Ở đồng thời thì nó cũng à, chưa chưa phá được, tức là đã về đến vùng kháng cự rồi nhưng mà chưa phá được. À, còn à, hỗ trợ thì nó cũng có một cái vùng hỗ trợ ở đây, đã có phân tích khá là dài cho các anh chị ở trong các bản tin phân tích tuần đó là vùng 19.8 đến vùng 20. Và trong tuần này thì Hòa Phát một lần nữa lại chạm lại vùng 19.8 đến vùng 20 và hiện tại thì đang <laughs> đóng cửa vùng 20.4 <laughs> à, Như vậy nhìn về lực tiền Về lực tiền là bắt đầu bị suy giảm đi khá là nhiều Nên khả năng tuần tới thì nó vẫn bám Quanh biên 20.4 Và có thể 19.8 đến biên 20 Nó sẽ quay trở lại nó test ở đây à, Nam Kim Nam Kim trong tuần Nam Kim đã chỉnh cung kỹ thuật Về quanh vùng dự báo Là 15.3 Cá biệt thì có những thời điểm nó test về 15 Nhưng mà sau đó thì gì ạ? nó đã kéo về lên 15.3 và hai lần kéo hai lần test về 153 và đóng cửa tuần 159 suy soát vùng 16 tức là cản trên thì trên góc độ kỹ thuật uh, như thế này thì nam kim uh, tuần tới uh, các anh chị có thể uh, chúng ta sẽ quan sát thêm có thể nó sẽ đánh trả lại cung ở khoảng quanh 157 uh, nó giữ được cái vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ ngắm lại vùng 16.5 đến vùng 17 đây vẫn là vùng cản các anh chị lưu ý đây vẫn là vùng cản của nam kim và có thể khi cổ phiếu hướng về đây thì cái lực chốt của uh, nhà đầu tư nó sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ chú ý <laughs> sen ở trong tuần thì nó đã chỉnh cung về cái biên ở đây đó là biên 15 3, 15 158 và trong có điểm điểm sâu đây là 15 6 nhìn về dòng tiền thì nó cũng đang khá là cạn Chính vì vậy nên là khả năng thì tuần tới nó sẽ bám lại nó sẽ test lại ở biên 158 và điểm sâu 15 6 để chúng ta đánh giá thêm VGS ở thời điểm hiện tại không có nhiều đột biến vẫn là 11.5 đến 12 hỗ trợ và 13 năm đến 14 là kháng cự các anh chị đánh thì chúng ta đánh ở trong biên này Uh, tiếp theo, uh, chúng ta sẽ phân tích sang nhóm vật liệu đầu tư công, uh, vật liệu đầu tư công thì có giới thiệu cho anh chị bốn mã cổ phiếu, trong đó có mã cổ phiếu HT1 thì mới bổ sung ở sau này, còn trước đây là ba mã cổ phiếu. thì đối với ksb <laughs> xu hướng hiện tại dòng tiền của ksb khá là tốt và nó đang có những phiên chạy nước rút trong tuần này thì uh, uh, phải nói về cái lịch sử tuần trước đã, tức là trong những cái tuần trước thì cũng đã có phân tích lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 24.5 và vùng hai đó là vùng 23.5, vùng 24. Tuần trước thì nó chỉnh về vùng 23.5 và tuần này thì nó chỉnh về 24.5. Đó là vùng mà hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt và nó tiếp tục bứt. tuần này nó bứt cái kháng cự cản 20, 22, 20, 20, 20, 26. Và như vậy là nó đang hướng cản 28 và tại cản 28 này là cũng một cái cản khá là quan trọng. Chính vậy nên là khả năng thì khi mà cổ phiếu ngày hôm nay hình như là đạt 28 này. Chắc chắn là 28 luôn. 28 trên 28. Ok. Và cổ phiếu bị chốt ở cuối phiên chính vậy nên á, là khả năng tuần tới thì nó sẽ rơ lắc lại ở khoảng quanh vùng 27, uh, 26, 8 đến vùng 273 và nó sẽ tiếp tục công lại cản 28 lần thứ hai. ở trong trường hợp mà nó bứt nó được cản 28 lần thứ hai thì như vậy là chúng ta khi đó chúng ta sẽ đi xây ở những cái target cao hơn và hiện tại đối với uh, một À, đối với cái xu hướng của KSB thì Hùng đã có phân tích cho các anh chị rồi đang là một xu hướng uptrend và hiện tại thì nó vẫn áp uptrend mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu PLC không thể thiếu ở trong cái nhóm ngành vật liệu đầu tư công và ở à, vùng chỉnh cung thì Hùng đã có phân tích rồi vùng chỉnh cung một là 32 và vùng hai dự kiến ở đây là mấy đây ta 31 nhưng mà vùng 31 thì không về đến nó chỉ về đến vùng 31.5 thôi đó và nó đang lừng khừng ở trên cái vùng 32 cộng đó, đóng cửa vùng 33 nhìn về cách đi của PLC như này thì hiện tại nó vẫn đang là một áp chen và uh, mục tiêu mục tiêu trong nhịp này thì cũng đang ngắm về vùng 35 đến khoảng vùng 36 và xa xăm hơn thì khoảng vùng 40 tất nhiên là về khả năng thì về đến vùng 35 36 á, thì nó sẽ có một cái nhịp lắc tiếp rồi nó mới có thể đi được nhịp 2 thì nó mới đi về được vùng 40 và hiện tại thì xu hướng của PLC khá là tốt các anh chị có thể thu gom thêm và nắm giữ à, uh, mã cổ phiếu thứ ba đó là mã cổ phiếu BCC uh, BCC thì cũng đây các anh chị nhá uh, các anh chị chú ý giúp hùng cái vùng hỗ trợ 11 11 1 các anh chị có thể thu gom vùng kháng cự ngắn ở đây bây giờ đang là 12 như vậy là tạm thời thì nó đang đi ở trong một biên khá là hẹp và hỗ trợ ở đây này 11.5 đó ba phiên nó nó đi sideways ở quanh vùng 1.5 vùng 12 thì như vậy là khá là tốt nói chung là ông cứ đi này xong đó vùng phát là ông bắn ở bên này phát là ngon đó <laughs> ht1 ht1 Hôm nay hơi tiếc, hôm nay là nó đã tiếp tục ở đây nó 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 gặp cái vùng cản này các anh chị này và nó bắt đầu cũng diện nó cũng bắt đầu uh, cố công nhưng mà công chưa được. Hôm nay thì hơi tiếc một tí là uh, cuối phiên phái sinh nó lại sọc lại nên là cái 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 góc độ về mặt kỹ thuật là chúng ta chưa uh, chưa được ưng ý cho lắm, đúng không ạ? Đấy. Đấy thì Hùng đã có phân tích cho các anh chị này như đạt luôn 14.5, 14.7 trong tuần vừa qua. Đây, có luôn 14.5 cho các anh chị. Đó 14 năm nay 14 7 Ít nhất là 15 uh, Bây giờ đóng cửa vùng 15 2 đi Ít nhất là các anh chị không lỗ cái đấy hả được chưa So với những ông mà đua trên này là lỗ rồi Nhưng mà đấy chúng ta xem những bản tin của Hùng Nó nó rất là có ích đúng không ạ <laughs> Và uh, Những cái chia sẻ của cá nhân Hùng Lê Đó là những cái cá nhân Những cái chia sẻ từ tận đáy lòng đó vòng không có suối dại các anh chị làm cái điều gì hết vòng chỉ mong muốn rằng là với những cái chia sẻ đó thì các anh chị sẽ tốt hơn và những cái góc nhìn của hùng lê nó sẽ mang lại cho các anh chị những cái thành quả hơn những cái cái thành công hơn trong cuộc sống đấy là cái điều mong muốn đấy là cái điều tâm huyết đó chứ không có làm cái điều gì xấu cả thế còn lại cái câu chuyện là gì trong cái phân tích thì chúng ta không thể đúng 100% phần trăm được đó là chắc chắn rồi thánh cũng không thể đúng được chứ đừng nói là hùng lê hùng chỉ là một cái hạt cát nhỏ ở giữa biển khơi thôi thì cũng có những cái, cái 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 kinh nghiệm hoặc là Uh, có những cái chia sẻ về góc nhìn về thị trường về cổ phiếu thì uh, nó cũng sẽ có những cái đúng, có những cái sai và với một cái uh, tâm huyết đó là mong muốn uh, đưa lại cho các anh chị những cái góc nhìn tốt nhất, uh, tối yêu nhất về thị trường và cổ phiếu. <laughs> thì uh, đối với uh, ông em HT1 thì khả năng trong tuần nó tuần sau nó sẽ có giá 15 đó các anh chị. Nó sẽ test lại quanh 15 thậm chí là 14 8 rồi uh, nó ngập ngừng và chúng ta sẽ chờ đợi thêm cái thiên hướng kỹ thuật của index nếu như index ổn định và mọi thứ ngon lành. Dow Jones tối nay tăng điểm quay trở lại khoảng tầm 300 400 điểm thì như vậy là tuần tới thì chúng ta sẽ kỳ vọng một cái kịch bản khá là lạc quan đối với thị trường. À, nhóm ngành tiếp theo là nhóm ngành đầu tư công gồm có VCG hôm nay hơi tiếc một tí là cầu của nhóm ngành đầu tư công thì rất là tốt rồi nhưng mà không đóng cửa được ở giá cao nhất đấy là cái sự tiếc nuối nhất đối với nhóm ngành này, này đối với BCG thì chúng ta có nói đến ở đây vùng 19.6 và ngắn ngắn ở đây là biên 20 1 nó đi sideway ở đây và chúng ta với góc độ tích cực như thế này thì có thể tuần tới nó sẽ chúng ta sẽ ngắm lại cản 21 đối với BCG. Ờ mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu FCN. FCN hôm nay cũng đã đẩy vôn từ đầu và có thời điểm đã vượt được vùng 11.5 nhưng đóng cửa lại 11.35 thế mới khoai cầu khá là tốt gấp đôi trung bình 21 phiên đóng ở vùng 3,4 triệu cổ phiếu thế mà vẫn vẫn xịt đó thì uh, <laughs> thôi không sao cả biên uh, uh, biên hỗ trợ kỹ thuật thì cũng phân tích rồi 11 11.2 uh, và sơ sơ thì chúng ta lại ngắm lại là vùng 12 mười 12 năm ở đây ở trong một cái nhịp sóng tăng này và kỳ vọng tuần tới thì lực cầu vẫn sẽ tiếp tục duy trì khoảng tầm từ 4 triệu đến 6 triệu cổ phiếu trên một phiên Nói chung là muốn đánh thì cầu nó phải đạt như vậy chứ còn cầu thấp thì gần như là cổ phiếu rất khó để mà đánh C4G đuối ơi là đuối À cuối cùng vẫn về được 18 ừ, Về được 18 thì xem ra nó còn gọi là tích cực một tí Chứ đóng cửa 16 thì chán quá Ờ ừ, vẫn lên, cố vươn lên được 10, 10, 10, 18 ừ, Thế cũng tạm tạm C4G ở đây có hỗ trợ 10, 10.3 Trong tuần vừa qua thì nó quay trở lại vùng 10.3 ừ, Và tuần này thì nó lấy lại được vùng 10.6 Và đang nhô lại vùng 10.8, vùng 11 Lực cầu thì đang hơi cầu của C4G thấp quá nó phải khỏe khỏe hơn tí nữa nói chung là ngắn hạn thì lại ngắm lại cản 11.5 thôi sau đó về đến đây nó chỉnh cung chỉnh kèo một tí rồi 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 nó phải bổ sung thêm lực lượng à, nó phải bổ sung thêm lực lượng nó kéo chứ còn nếu mà cầu mà chỉ đạt khoảng tầm độ triệu 2 triệu cổ phiếu trên một phiên thì lấy sự đâu mà kéo đúng không nó phải bổ sung mạnh mẽ thêm ở LCG ở đây ở phiên ngày hôm nay cũng như vậy như vậy là ba tuần nay <laughs> quanh vùng 12.5, 12 13 liên tục vòng như vậy và uh, gọi là chưa phân thắng bại, đội Long cũng chưa thắng và đội sọc chưa thắng. Thì, uh, thì ngắn hạn đến khả năng tuần tới thì nó vẫn có tiếp tục ở bên này thôi và ngắn hạn thì chúng ta vẫn uh, tiếp tục uh, kỳ vọng nhá, uh, kỳ vọng, đây là kỳ vọng này. Uh, tuần tới index ổn, mọi thứ ổn và LCG sẽ break vùng 13. Đó, uh, khi mà break vùng 13 và lực cầu nó quay trở lại ở đâu đó khoảng tầm từ 10 đến 15 triệu cổ phiếu trên một phiên nó đánh dốc lại ở đây thì khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm một cái ta ghét cao hơn của lcg G36 G36 cầu đường 36 thế nào Ui trời ông cầu đường này Chuyên làm cầu cống đây 6.3 6.5 vẫn là hỗ trợ kỹ thuật và biên 7.8 đến vùng 8 vẫn là kháng cự Và hiện tại thì chúng ta đã có được hai lần đánh Biên này à tức là từ biên hỗ trợ lên biên kháng cự và up của nó là 25%. Các anh chị lưu ý như vậy, một nhịp đánh là 25%. Đấy thì ví dụ trong năm 2023 mà các anh chị làm hai vòng này là cũng được 50% rồi. Đúng không ạ? So với những cái gì mà thị trường nó đang có, những cái gì mà thị trường nó đang quá khó khăn thì ông em ông chạy từ vùng 6.3 mà lên đến vùng 8. Đúng nhỉ? Có phải đúng 25 nhỉ? Chờ một tí nhá. 6.3 trừ đi 8 là 1.7 chia 6.3 lấy 27 phần trăm Ok cũng đang lấy 25 phần trăm lấy nhẹ nhàng <laughs> ok, không mình đấy đấy thì như vậy thôi hỗ trợ thì canh gom mà kháng cự thì chúng ta canh bán <laughs> Ok tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành dầu khí hiện tại thì dầu khí chúng ta đang chủ đạo chúng ta chú ý một số các yếu tố kỹ thuật à, thứ nhất là với kép sau khi nó bị thủng vùng 72.5 thì xu hướng là nó sẽ quay ra quay trở lại vùng 65 và khi nó 65 thì nó phục hồi này và nó sẽ à gì nó quay lại test này, quay lại test rồi. Vùng 71.2 72.5 đây là vùng cản nên nó sẽ quay lại test và chiều nay thì nó đang test lại vùng 68.5 và cũng có thể là nó sẽ test lại vùng 65 đến khoảng vùng 66.5, tức là test lại đáy lần thứ hai. Và song trùng với cái câu chuyện đó thì nhóm P nó cũng sẽ chỉnh cung, chỉnh giảm và gì ạ? bắt đầu tích lũy thì đối với PLX sau khi mà ông đã phân tích được cái target kỹ thuật 40 trên 40 và nó chỉnh cung trong tuần trước thì ông đã có nói rồi, đó là nó bị gãy mất cái biên 36. Khi gãy mất biên 36 thì tuần này nó sẽ test lại cái mút 349 ở đây. Đấy, nó test test lại vùng 349 ở đây và đến phiên giao dịch của ngày thứ 5 thì nó là tương đối là tích cực khi mà nó nó lấy lại được vùng 35.5 cộng và phiên ngày thứ 6, phiên kết tuần thì nó xanh nhẹ. À, như vậy là tạm thời cái thiên hướng kỹ thuật của PLX nó đang chuyển sang gì thiên hướng gì các anh chị tích cực à, tuần tới thì xu hướng là xu hướng nó sẽ test lại vùng 35.5 ổn định được ở vùng này thì khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại cản 38 tức là gì Giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại phân tích lại một sóng hồi đó trong trường hợp mà nó bị thủng vùng 35.5 thì như vậy là chúng ta sẽ bỏ cái kịch bản sóng hồi này và chúng ta lại tiếp tục kịch bản test đáy thì ở căn cứ cái xu hướng và cái tín hiệu kỹ thuật trong phiên trả cung của phiên ngày thứ hai ngày thứ ba thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích <laughs> Ở cổ phiếu PVS đã có một cái lực phục hồi thì trong tuần thì cũng đã cũng có phân tích cho các anh chị rồi Cái xu hướng PVS nó sẽ chỉnh cung lại về khoảng quanh vùng 24-3 Cá biệt thì đến vùng 24 và đây phía này nó test lại vùng 24 nhưng về cơ bản là vùng 24-3 À, tuần này thì đóng cửa vùng 25.2 như vậy nếu các anh chị mua ở vùng 24.3 thì tạm thời là chúng ta không bị lỗ ok đơn giản thì có như vậy thôi đó thì đấy là những cái giá trị mà các anh chị khi xem clip thì các anh chị cũng nắm được à như vậy ông bảo 243 thì đâu đó mình thử đặt 243 mình mua một tí rồi mình đặt 244 mình mua một tí rồi mình đặt 242 mình mua một tí ví dụ thế thì đấy là cái cách nhìn thôi à, mỗi người chúng ta sẽ có một cái view thì um, quan trọng nhất uh, đến thời điểm hiện tại đó là giá dầu. Như vậy là tuần tới thì nó sẽ phụ thuộc rất lớn cái sự phục hồi của 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 PPS. Uh, nhìn cái cách đi như này tất nhiên là dòng tiền ở đây thì nó đang khá là thấp nên là khả năng thì tuần tới nếu như này dự dự thôi nhá. Dự dự nếu như P mà tích lũy thành công á thì chúng ta lại ngắm lên khoảng vùng 26. PVD cũng đã chỉnh cung về vùng hỗ trợ kỹ thuật dự kiến đó là vùng 20.98 đến vùng 20.3 và đóng cửa ở vùng 20.05 như vậy là gì ạ như vậy ít nhất là chúng ta mua ở vùng 19.8 Mà chúng ta chưa bị chết cái đã chỉ biết như vậy cái đã đó ít nhất là đã lợi rồi thì um, khả năng đối với PVD thì nó sẽ chưa chạy ngay được đâu nó sẽ quay trở lại test cung ở khoảng quanh vùng 19.5 đây là vùng mà các anh chị có thể canh thu gom thêm còn uh, và cũng có thể thòng thêm tức là nó sẽ có cũng có thể cái đây các anh chị này đây là những cái râu nến này ở PVD thỉnh thoảng ở đáy nó hay chơi những cái, cái kiểu như thế này Tức là nó sẽ có một điểm thọc sâu xuống và nó rút chân lên Thì trong phiên các anh chị hoàn toàn có thể đặt 17, 8 17, 8, 19, 19, 4 Đấy là những cái giá mà các anh chị thòng đó. các anh chị nhá đây này Đây, nó nó hay có Đấy, đấy nhá Đấy, nó hay có những cái điểm gì ạ Rút rất sâu Rút rất sâu Đấy Để sau đó thì gì Nó kéo lên Đây, đây cũng là một điểm như vậy Đây Đó để chúng ta ăn được giá vốn khá là thấp thì như vậy lên đây chúng ta có lãi rồi chúng ta hoàn toàn có thể ở canh để chúng ta chốt đúng không ạ <laughs> BSR BSR tuần này BSR hôm nay hơi tiếc một tí nó cũng đã đánh khá là tốt rồi đấy nó lên được vùng 15 bốn rồi nhưng mà nó không giữ lại được thì nhìn về mặt kỹ thuật là trong các nhịp hỗ trợ ở đây thì nó có phân tích vùng 15 15 bốn tuần này thì nó bị tụt khỏi vùng 15 nhưng mà kết tuần thì nó vẫn lấy lại được trên vùng 15 hai À, như vậy thì tuần tới BSR các anh chị có thể ke vùng 14.8 đến vùng 15 các anh chị gom và nhịp này thì chúng ta lại hướng cản thôi cản ở đây các anh chị này 16.7 đến vùng 17 về đến đây đừng có mua nữa về đến đây thì các anh chị chốt bớt đi nếu mà nó kéo lên được 17.4 thì chúng ta chốt tiếp và nó kéo lên được vùng 18 thì chúng ta lại chốt mạnh thêm nữa đấy ví dụ thế thôi đấy là cách mà chúng ta uh, nhìn nhận với mặt thị trường và cổ phiếu còn ở thời điểm hiện tại đây là thời điểm canh mua này đó cái lúc cần mua thì không mua cái lúc cần bán thì lại 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 không bán Đấy, cái câu chuyện <laughs> khó như thế oi vẫn là vùng 8.6 cộng trừ 0.2 vẫn khá là tốt và tuần này chúng ta có vùng 8.3 luôn cây nến này điểm sâu nhất khả năng là 8.3 8.4 chuẩn luôn chuẩn bài luôn như vậy là chúng ta đặt mua 8.4 cung khớp 8.5 cung khớp 8.6 cung khớp đấy cộng trừ 0.2 rồi quá đẹp rồi đó chúng ta có những vị thế giá vốn cực kỳ thấp như vậy thì chúng ta rất là tự tin chúng ta ung dung chúng ta chả có gì phải vội cả à, tuần tới các anh chị lại cứ đặt cái vùng này biết đâu nó lại có một nhịp cả cung lại lại có đó và sau đó nó phục hồi đó, nó phục hồi lên thì khoảng vùng 91 92 93 bán bớt đi đấy nhẹ nhẹ như thế đó tạm thời kiếm cốc trả đá nhân trần đó. trong cái thời điểm khá là gì khó khăn Ờ, cụ POVK đó, à, POVK khá là tốt à, về con này là về điện ừ. trong tuần thì nó có tiếp tục test lại vùng 12.8 lần thứ hai à, nhìn chung thì cũng có nói đến vùng 13.2 như vậy là đóng cửa 13.25 như vậy là vẫn đạt yêu cầu quanh vùng 13 13.25 tuần tới thì khả năng là nó sẽ có những cái điểm gì ạ test cung lại quanh vùng này mục tiêu ở trong nhịp này thì cũng vẫn đánh giá là POVK sẽ công cản 13.5 tuần trước nó công rồi thì tuần này nó sẽ công lại đó dự kiến là kiểu gì nó sẽ có lại vùng 3.5 đến vùng 14 Dự dự như vậy và đến vùng này thì lúc đó thì cũng sẽ tính toán tiếp cái xu hướng uh, Phụ thuộc vào tín hiệu kỹ thuật ở đây Và trong tuần vừa qua thì uh, cái tín hiệu dòng tiền nó đang khá là thấp lại Đó chính là cái thời điểm mà PO kép test cung Đấy là một cái tín hiệu cực kỳ tốt và cực kỳ là ok Rồi uh, sang nhóm ngành tiếp theo uh, Nhóm ngành uh, banh thì uh, hiện tại thì các anh chị lưu ý giúp Hùng này Thứ nhất đó là nhóm banh là sóng sóng ngành banh cũng đã có phân tích ở trên nhóm từ ngày 13 tháng 10. thì trong sáu sóng nhóm banh thì có những mã cổ phiếu là đã chạy trước rồi và đã đạt target rồi gồm có việt công banh, công thương, uh, bidv, công thương, uh, stb, liên việt, post banh đó là những mã cổ phiếu đã chạy trước và đã đạt những cái target thiết kế. thế còn cái nhóm thứ hai là nhóm chưa có target thì tuần này và tuần tức là bắt đầu nhịp sóng này đi. Ở, nhịp sóng từ ngày mùng 1 tháng 3. Ngày mùng 1 tháng 3 các anh chị, từ ngày 1 tháng 3 cho đến thời điểm hiện tại thì nó bắt đầu có là uh, cái bộ sau gồm có VBank, VB VIB, uh, TP TPBank, rồi Techcombank, MBB, đó là những cái mã cổ phiếu mà chưa có target ở trong cái thời gian vừa qua thì có thể là nhịp này á à, thì bộ này nó sẽ chạy. Ok các anh chị, và cái bộ đã đạt target thì nó cứ lừng khừng nó đi ngang nó giữ nhịp cho cái bộ sau này nó chạy thì đấy là cái dự báo của ông Lê thì các anh chị nắm được là sóng banh thì không phải là banh nào nó cũng chạy những cái banh nó đã chạy tốc chiến tốc thắng từ ngày 13 tháng 10 cho đến nay rồi thì nó sẽ giữ nhịp nó sẽ đi ngang đấy các anh chị nhìn về con banh sau khi mà nó đạt cái target ở quanh vùng 92 đến vùng 94 nó lừng khừng đi ngang tuần này nó chỉ giảm nhưng mà cái tuần thì nó lại có lấy lại được đó tức là nó lấy lại được cái biên ở đây là biên 88 đến biên 95 thì cũng có nói rồi việc công banh khả năng sẽ đi ở bên này trong tuần thì nó test lại vùng 85 thôi nhưng mà nó đã đẩy lại được thì nhìn về mặt xu hướng là tuần tới việc công banh sẽ tiếp tục trả lại ở quanh vùng 88 nói chung là nhịp này khả năng nó sẽ đi sideways đi ngang BIDV sau khi đạt được uh, mark target ở vùng 47 48 thì nó cũng như vậy thôi nó đang có một cái hành trình nó đi ngang đây uh, trong tuần thì có dự kiến chỉnh cung kỹ thuật về quanh vùng 453 <laughs> 45 3 45 8 và các anh chị nhìn thấy nó đi sideways ở trong cái biên mà chúng ta chúng ta dự báo và đóng cửa ở vùng 45.5 nhìn như thế này thì nó cũng không rõ xu hướng và đương nhiên tín hiệu đường ma CD đang cắm đầu đi xuống thì xu hướng cổ phiếu một là chỉnh giảm hai là tích lũy nó không thể bật tăng mạnh được đấy là đấy là điều tất yếu các anh chị và bắt đầu kể từ đây này các anh chị dám từ đây đó đi xuống thì cái giai đoạn này cổ phiếu nó sẽ lừng sừng lừng sừng lừng sừng đó thì ok nó không có vấn đề gì cả nó khỏe thì nó hồi lên được 47 rồi nó quay lại nó test có thể là nó test lại 44 nói chung là đoạn đoạn này thì nó cũng đi ngang như vậy thôi đấy là xu hướng à, công thương cũng đây công thương thì cũng đã, đã phân tích cho các anh chị đạt được mắc target 30.5 rồi và ngắn hạn thì có một cái vùng 28 là hỗ trợ kỹ thuật và nó đang đi đây nó đang đi và tuần vừa qua thì cũng có nói đến vùng 28.5 đây nó gánh ở nó gánh gang ngánh ngửa qua vùng 28.5 đóng cửa tuần ở vùng 28.5 luôn biên dưới 28 như vậy thì tuần tới khả năng nó sẽ chạm biên dưới 28 và nó sẽ có những cái điểm vòng lên vòng lên và sau một cái giai đoạn như vậy thì cũng sẽ căn cứ cái tín hiệu để chúng ta sẽ đi gì ạ? phân tích tiếp các anh chị rồi Vibank đó top 2 những cái mã cổ phiếu mà nó chưa chạy gồm có mã cổ phiếu Vibank thì Vibank đã bắt đầu uh, à, Uh, phân tích nhịp này, đó uh, nhịp sóng này các anh chị các anh chị xem lại những bản tin tuần của hùng đi. Từ ngày uh, 16 tháng 2. Đấy là thời điểm hùng liên tục phân tích những cái vùng dự kiến chỉnh cung 16.5, 17.5, 17 đưa target 1 lên vùng 19, đưa target 2 lên vùng 20.3. Và tuần này nó thủng cái vùng 20.3 thì có thể target 3 nó sẽ nằm ở khoảng vùng 21.3 đến khoảng vùng 21.5. Ờ, nhìn về thiên hướng kỹ thuật thì vi banh đang đánh khá là tốt đường MACD xanh và mở rộng lên phía trên như vậy là tín hiệu long đang rất là mạnh tuần tới nó có thể trả cung lại quanh vùng 20.7 không thủng và xuất hiện một cây nến đè vùng 21.3 thì như vậy ờ, khả quan khả quan anh chị nhá thì nhịp này là vi banh đánh đánh tơi đấy đó, nó sẽ đánh tơi đấy và khả quan khi cái tín hiệu kỹ thuật đó xảy ra thì như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng nhịp này VBank có thể đánh lên tiếp cản tiếp theo đó là khoảng quanh vùng 24 23 năm đến khoảng vùng 24 là hướng đến nơi là em VBank MBB ngày hôm nay cũng bắt đầu thổi vôn rồi đó nó bắt đầu có tín hiệu kỹ thuật rồi các anh chị lưu ý là như vậy và MBB thì cũng đã có phân tích một cái chiều dài rất là dài không phải ngắn đâu con này cực dài luôn vùng 16 7 đến 17 ở nhịp này sau đó đưa lên target ở vùng 20, 20.5 Các anh chị xem lại những cái bản tin phân tích tuần ông lê khoảng từ ngày 27 tháng 12 năm 2022 Thì các anh chị sẽ biết được nhịp sóng này và sau đó chúng ta đưa một cái nhịp sóng chỉnh cung ở Nhịp sóng chỉnh cung thì cũng đã chính thức là dò lại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cho các anh chị rồi Khá là sát ở đây, đó là vùng 17.2 tuần này thì nó bắt đầu có một cái gáp đây nó có hở gáp và đồng thời nó công cản vùng 18 khả năng tuần tới thì cái tín hiệu dòng tiền tiếp tục tích cực và chúng ta sẽ kỳ vọng em sẽ xuyên thủng vùng 18 thôi và ngắm target một lại về quanh vùng 19 cổ phiếu thứ ba trong cái top mà nó chữa dạy gồm tiếp theo đó là Techcombank thì Techcom cũng đang tích lũy khá là tốt vùng 1 ở quanh vùng 26 264 đóng cửa tuần ở vùng 26.45 và vùng 2 ở vùng 257 đến vùng 26 có vùng 26 để cho các anh chị mua như vậy là chúng ta mua 26 mà đóng cửa 26.45 tạm thời lãi nhẹ không lỗ ít nhất là như thế ok và bây giờ thì chúng ta sẽ ngắm về cái kịch bản đầu tiên đó là tp uh, techcom sẽ đánh về khoảng quanh vùng 28 đây là cản đầu tiên chúng ta sẽ ngắm nghĩa ở vùng này uh, tiếp theo đó là tp banh tp banh sao chia các anh chị nhá sao chia thì sau chia thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích lại cái vùng cản đây này cái trước chia là 24.5 đến vùng 25 thì sau chia nó sẽ là 22.5 đến vùng 23 ba à, nhìn về thiên hướng trong tuần sau một cây nến giảm khá là dài ở phiên chia cổ tức thì bây giờ nó đang có xu hướng phục hồi lại vùng 22 và như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại vùng cản 2.5 đến khoảng vùng 23. Cổ phiếu VIP trong tuần vừa qua có vùng mua, vùng mua khá đẹp cho anh chị luôn. Đó là vùng 20.5 đến khoảng vùng 20.6, 20.7 đây, 20.7 đây. Và hiện tại thì nó đang có xu hướng đánh thủng vùng 21. Nhịp này thì dự kiến là kéo lên khoảng quanh vùng 22 cộng và sau đó nó sẽ test lại uh, cung ở quanh vùng 21.5 không thủng thì khi đó thì cũng sẽ tiếp tục uh, chúng ta sẽ phân tích uh, một cái nhịp sóng. Dòng tiền của VIB phiên ngày hôm nay khá là tốt rồi và trong những phiên gần đây nó đang đẩy từ khoảng 5 triệu đến khoảng tầm 8 triệu cổ phiếu trên một phiên. Đấy là tín hiệu dòng tiền khá là tốt đối với mã cổ phiếu này. Cổ phiếu STB thì cũng là mã cổ phiếu mà top đạt đạt target rồi. Đó là vùng 27 và hiện tại thì STB nó cũng đang đi ngang để nó giữ nhịp cho những con banh khác. Đấy, cái quan trọng là những cái thằng đi trước rồi thì bây giờ là nó đi ngang. Như vậy là một cái góc độ rất là tích cực bởi vì nó đi trước rồi nó đi ngang để nó chờ, chứ còn nếu không mà nó sập phát luôn thì những cái thằng sau nó không thể đi lên được, nó không thể kéo con em nó đi được. Thì STB ở đây có vùng kỹ thuật 24, 242 và vùng kháng cự kỹ thuật ở đây đó là vùng 26. Đối với những anh em mà chúng ta cầm STB thì chúng ta có thể lướt lát lại ở quanh vùng hỗ trợ đấy. Và thậm chí là chúng ta có thể mua vùng 23, 23, 5 và lên hồi lên thì các anh chị bán bớt đi và tạm thời chúng ta như vậy thôi và chúng ta chưa có thêm phân tích thêm. Uh, uh, liên Việt bốt banh, liên Việt bốt banh tuần này tốt, nó bẻ tren rồi. Như thế này bẻ tren rồi thì uh, trong liên tục uh, từ khoảng ngày uh, ngày 16 tháng 1 cho đến thời điểm hiện tại uh, thì Hùng có phân tích cho các anh chị ở vùng 13.5 và sau đó thì chúng ta có ngắm đến cái vùng cản 148 mà 147 đến vùng 15 để chúng ta chờ đợi những cái tín hiệu kỹ thuật để xem ông em này ông ấy bẻ bẻ theo kiểu gì thì Phiên ngày hôm nay chính là một phiên bẻ kèo ờ à, tương đối là đẹp, lực cầu đã đánh khoảng tầm gần 18 triệu cổ phiếu trên một phiên, như vậy là khá là tốt rồi. Tuần tới mà nó cứ quẩy khoảng tầm độ 18 đến khoảng tầm độ 25 triệu cổ phiếu trên một phiên, như vậy là cực ngon. À, tín hiệu ngày hôm nay khá là đẹp, nó xuất hiện một tín hiệu mua ở đây, như vậy tuần tới thì Liên Việt Postbank nó có thể trả cung lại quanh vùng 15.2, các anh chị có thể lưu tâm để chúng ta thu gom thêm và nhịp này thì có thể ngắm cản vùng 16.8 đến khoảng vùng 17. SHB hiện tại cũng đẹp rồi Các anh chị lưu ý SHB hiện tại cũng đẹp rồi à, sau cái biên tích lũy dài à, tương đối dài của SHB ở vùng 98 đến vùng 10 chúng ta đã có những cái vùng gom vị thế và điểm 1 thì nó đánh lên ở đây là nó chạm lại cản vùng 16 và nó đang chỉnh cung và điểm chỉnh cung kỹ thuật này thì các anh chị lưu ý là chúng ta có thể cân thu gom thêm à, liên Việt à, à, SHB ở quanh khoảng vùng 13 khoảng vùng 13 14 ở trong cái nhịp chỉnh cung tuần tới đó, vậy thì uh, dòng tiền uh, xuất hiện ở sóng banh thì chúng ta sẽ chú ý là nó sẽ đánh những cái banh nó chưa dậy, còn những cái banh chạy rồi thì chủ đạo nó sẽ sideways đi ngang ở trong một biên hẹp để nó giữ nhịp cho thị trường chung cũng như giữ nhịp cho ở uh, tất cả các cái mã cổ phiếu trong nhóm ngành của nó. Uh, nhóm ngành tiếp theo sẽ đi phân tích đó là nhóm ngành chứng khoán thì hiện tại là nhóm ngành chứng khoán trong bản tin tuần trước thì hùng cũng đã có nói với các anh chị rồi, dòng tiền nó đang xuất hiện khá là tốt ở nhóm này đó ở nhóm này và trong đấy thì cũng đã có phân tích đây các anh chị nhìn thấy không ạ đối với cổ phiếu VCI ở đây đó tuần này dòng tiền tốt và đây hai tuần này thì dòng tiền đã liên tục đạt khoảng từ 38 đến khoảng gần 40 triệu cổ phiếu trên một phiên ở à, trên một tuần và cái hình ảnh này là cái hình ảnh mà cũng đã vẽ cho các anh chị rồi đã mô phỏng cho các anh chị rồi là dự dự kiến cái xu hướng đi của cổ phiếu SSI à, VCI và chúng ta cần một cây đến tuần À, rực rỡ như thế này thì mặc dù cái cây nến tuần này các anh chị này nó 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 chưa được rực rỡ như cái cây màu hồng vẽ đúng không? Tại vì là nó cũng chỉ mới hơi chớm hơi chớm hơi chớm thôi nó chỉ hơi chớm thôi hơi chớm break qua được cái vùng 30.5 30.5 đó nó chỉ hơi chớm break qua được thôi chứ còn nếu mà nếu mà như thế này thì cực khỏe luôn tức vậy là tuần tới thì chúng ta sẽ chờ thêm một cây nến tuần như thế này nữa thì xác uh, suất là SS uh, VCI nhịp này nó sẽ đánh về cản này tức là khoảng cản khoảng, mươi khoảng 38 đến khoảng vùng 40 đó và dòng tiền đang cực kỳ tốt ví dụ SSI này chúng ta cũng nhìn thấy này đó đây dòng tiền tốt và tuần này cũng bắt đầu đạt lại từ 85 đến khoảng tầm 90 triệu cổ phiếu trên một phiên 100 triệu cổ phiếu trên một tuần rồi như vậy là khá là tốt ok rồi sóng ngành chứng khoán đây đón sóng ngành chứng khoán cũng đã đánh vào đây rồi thì đối với VCA tuần này là tốt rồi Nói chung là không 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 có thể tốt hơn được nữa rồi chạm cản 31.5 đến vùng 32 và dự kiến vùng này sẽ chỉnh cung tuần tới nó test lại quanh vùng 30.5 không thủng thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cản 32 và đấy cản 32 thì như vậy là chúng ta sẽ ngắm về đây rồi vùng 35 36 đây nhưng mà về vùng 35 là hợp lý tạm thời như vậy đó thì để mà lên được cái vùng 34 35 này thì nó phụ thuộc vào cái tín hiệu test ở thứ hai và thứ ba tuần tới SSI hiện tại thì chúng ta cũng đã có trong tuần thì đã có vùng chỉnh cung kỹ thuật một ở quanh vùng 20 và điểm khá sâu ở vùng 19.5 như vậy là các anh chị đặt 19.5 mua cũng rất là ok và vùng 20 20 mua cũng rất ok ít nhất là vùng 20.45 không lỗ cái đó như vậy thì tuần tới sẽ ngắm về cản 21 bích bất cản 21 thì sẽ ngắm lên vùng 20 uh, 21.8 đến vùng 22 và đối với nhóm ngành chứng khoán thì các anh chị lưu ý là thời điểm hiện tại thì hùng chỉ mới đang đề cập đến uh, target là về lại đến vùng kháng cự ngắn duy nhất thằng VCI nó vượt rồi thì nó quay lại nó test thế còn những cái thằng còn lại là về đến vùng vùng kháng cự ngắn à, đối với cổ phiếu HCM ở <laughs> à, HCM thì trong tuần cũng đã có phân tích hai vùng chỉnh cung đúng không ạ vùng chỉnh cung một là quanh vùng 23.5 và vùng chỉnh cung hai là vùng 23 thì 23 không về đến nơi và nó chỉ về đến khoảng quanh vùng 23 chấm mấy đấy này 23.2 thôi và sau đó nó bật lên như vậy thì tuần tới HCM sẽ va lại cản ở đây đó là cản 25 Bứt được cản 25 thì ngắm cản 26 và tạm thời thì gì ạ? Đây vẫn đang là gì ạ? Đây các anh chị, đây vẫn đang là vùng cản của uh, Của cổ phiếu HCM nên là chúng ta sẽ lưu tâm đó. Tạm thời thì tất cả các cái mã cổ phiếu chứng khoán này chúng ta sẽ ngắm về cản ngắn uh, VN, VND <laughs> VND Ok, trong tuần có vùng chỉnh kỹ thuật đây. Dự báo ở vùng 147. Đấy, cá biệt là có rút phát xuống về lại vùng 2 143 sau đó thì rít lên. Đồng thời chạm cản ngắn 15.5 phía nay chạm cản ngắn 15 5, 5 rụt cổ. Nhìn về tín hiệu của VND cũng đang khá là đẹp. Khả năng tuần tới sẽ test lại quanh vùng 15 15 2. Đó, 15 2 15 1 gì đây này. Nói chung là hôm nay nó quay lại cái điểm này và sau đó uh, tích lũy thành công thì như vậy cũng hoàn toàn có thể ngắm cản tiếp theo ở vùng 16.5 đến vùng 16.8 17. Đây là vùng kháng cự ngắn. Đó, Nôm na là cứ ngắm về cái vùng ngắn đã. Tính tiếp. SHS tuần này cũng chạm cản chín và chưa bật được. Uh, tuy nhiên lực cầu thì cũng khá là tốt. Đồng thời thì nó cũng có một cái nến này khả năng cây nến đều này. để thằng SHS hay có những cái cây nến đều rất là khó chịu luôn. Nhưng mà khả năng là tuần này thì nó không có giá sâu vậy đâu. 83 84 thôi đó và cản chín này phiên này uh, lên đến chín một rồi nhưng mà vẫn chưa thể vượt thoát được uh, tuy nhiên lực đánh của dòng tiền khá là tốt 20 đến 25 triệu là tốt rồi tuần tới thì khả năng sẽ công lại vùng chín ba đây là vùng giá mục tiêu uh, công thủng vùng chín ba thì ngắm đến vùng 10 tạm thời như vậy mbs uh, các anh chị cũng lưu ý nhá con mbs hiện tại cũng đang khá là đẹp rồi đấy, đấy. Uh, nhìn về mặt trang kỹ thuật là mười hai tám mười ba hai đang là vùng tích lũy khá là tốt Tuần tới thì các anh chị có thể canh gom ở quanh vùng 14, 14-3, 14-2 Đó uh, nó trả lại ở quanh vùng tham chiếu này các anh chị có thể thu gom uh, Mục tiêu thì đánh uh, đầu tiên sẽ đánh break cản vùng 14-8 và sau đó thì nó sẽ break cản 16 Và khi mà đánh được uh, thành công uh, break cản 16 rồi thì khi đó chúng ta có thể mở mua mạnh mẽ hơn Bởi vì khi đó thì cái xu hướng uh, nó đã xác lập được cái xu hướng phục hồi của cổ phiếu Nó đã xác lập được cái xu hướng phục hồi cổ phiếu và khi nó xác lập được cái xu hướng đó thì như vậy là chúng ta sẽ sẵn sàng để chúng ta gia tăng tỷ trọng gia tăng tỷ lệ mặc tin và trên góc độ đến tuần thì cũng ngắm cho các anh chị như thế này này chúng ta sẽ nhìn này tức là con con mbs đấy là cái tính tạo lập của nó rất là ok ok các anh chị đó nhái nó đánh từ vùng 5 mà lên đến tận vùng 30 là nhân 6 lần đó, 1 tỷ là có 6 tỷ ngay đó nói thì dễ nhưng mà làm thì khó đúng không ạ thì đấy là nói vui như vậy thôi còn đến thời điểm hiện tại thì cũng đang ngắm như thế này đây Ờ, nó cũng đang hình thành được một cái phân kỳ tăng và cái biên hỗ trợ kỹ thuật 12 12.3 cực kỳ đẹp đồng thời thì lực cầu lực cầu thì khả năng là nhìn thấy cái giai đoạn này tức là cái tiền bắt đầu đổ vào ngành chứng khoán bắt đầu đổ vào ngành chứng khoán và nó cứ âm mỉ âm mỉ như vậy thôi và nó và như hùng có phân tích là chỉ cần là dòng tiền nó bứt khỏi cái cản ở đây thôi này cản 16 này 15 8 16 đây và nó xuất hiện một cái cây nến tuần nó ngồi trồm trộm như thế này thì không có lý do gì để không xuống tiền cả các anh chị không có lý do gì để không xuống tiền cả Không có lý do gì để không mua MBS cả Để chúng ta ngắm về cản 24, 25 Rộng thanh thang ở trên con đường này Ok, đấy là xu hướng Đó, ông Toàn phân tích cho các anh chị View cho các anh chị những cái ý rất là hay uh, Rất là tốt thôi Đó. Các anh chị có thể chắt lọc À đối với x nó trong thời gian vừa qua đúng không? Có vùng 6.6 để mua, giá vốn quá đẹp luôn. Trời ơi, có luôn cả vùng 6.85 và vùng quanh 7 tuần vừa rồi. Ít nhất là như vậy. Các anh chị mua 7 và đóng cửa tuần ở vùng 7.26 thì các anh chị có hân hoan đúng không ạ? Mua ở vùng 6 6 mà bây giờ đóng cửa ở vùng 7.2 có hân hoan đúng không ạ? Có chứ. Đúng không ạ? Thì đấy là những cái những cái gì? Đấy là những cái giá trị và đấy là những cái tâm tư nguyện vọng của ông Lê gửi đến các anh chị là a, à, về đến cái, cái 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 vùng trên này này các anh chị đừng có mua mua về đây mua này đó hiểu chưa ạ được chưa đó và các anh chị được tiền thì cũng vui thế thôi chứ không có được cái gì đâu đó đây và như vậy thì với cái tín hiệu của nhóm ngành chứng khoán thì hoàn toàn có thể kỳ vọng nhịp này sẽ đánh giá là khả năng là sẽ quay về lại vùng 79 đến vùng 8 đó và về đến vùng này thì chúng ta sẽ xem bình tĩnh để mà như vậy chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt bớt cổ phiếu VX à, rồi à, tiếp theo là mã cổ phiếu AGR AGR Ard à, thì cũng đã cũng đã phân tích cho các anh chị cái vùng mua khá là ổn áp luôn vùng 77 cộng trừ đó, 76 đó, trong tuần trước thì nó nháy lên được đến vùng 82 và nó xịt lại thì đây hùng lại tiếp tục tìm lại vùng 8 cho các anh chị ít nhất mua ở vùng 8 mà đóng cửa vùng 8.2 tôi không lỗ cái đã chưa biết thế nào đó, nhưng mà điểm mua của tôi như vậy là khá là ngon rồi khá là đẹp rồi đó bây giờ ngắm lại đây thì ngắm như thế nào khả năng là sẽ kéo lên vùng 86 và chỉnh cung lại quanh vùng 8.25 À, sau cái nhịp chỉnh cung về 8.25 mà không thủng thì hò dô ta thôi. Hò đồ ta các anh chị nhá. Và cái con uh, AGR này á là 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 nhái nó cũng nó cũng làm mưa làm gió ấy nhá. Đấy, nó cũng làm mưa làm gió này. Nhịp này nó cũng làm mưa làm gió các anh chị, nó làm mưa làm gió rất là kinh khủng luôn. Uh, thì sau một cái giai đoạn nó tích lũy đây này, 7.7 đâu? 7.7 đến uh, khoảng vùng 8. Đấy. nếu mà trên chặt tuần thì mình đó mình mình có thể nhìn thế đó ok nhưng mà đây này nó phải dưới này dưới dưới này thì đấy thì sau một cái giai đoạn tích lũy này thì cũng đang kỳ vọng là một cái ngày đẹp trời nó có một cây đến tuần ối trời ôi như thế này thì đấy là cái thời điểm gì ạ thời điểm chúng ta ung dung rồi bởi vì sao bởi vì chúng ta tiếp cận cổ phiếu quá sớm ở những cái nền tảng tích lũy đẹp ok bản tin tuần này tạm dừng phân tích cổ phiếu tại đây Ok anh anh chị. À, còn à, những cái cổ phiếu nào mà chúng ta cần hùng view thêm thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tí tuần, cũng sẽ dành thời gian để trả lời các cái câu hỏi của các anh chị. À, phần thứ hai và phần thứ ba thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại à, tuần video số 100 169 à sáu à, 169, 169. Ok. 169. Thì trên cái bản tin tuần video số 169 thì chúng ta cũng có đánh giá khá là chi tiết Khá là chi tiết về thị trường, về Dow Jones, về kịch bản sóng hồi Rồi và đối với bộ ba tham số chung của thị trường thì cũng có đánh giá về cái xu hướng của VN30, Index và Phái Trinh sẽ quay trở lại test ở vùng 1040 và sau đó biên 1033 1027 sẽ là những cái vùng hỗ trợ khá là uh, then chốt, khá là quan trọng của bộ ba tham số này. Đồng thời thì chúng ta cũng sẽ có một cái vùng kháng cự ở vùng 1065 đến 1070. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại toàn bộ cái kịch bản phân tích uh, về uh, thị trường ở trong tuần vừa qua. Đúng không? thì đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn về vn30 thì ngay lập tức trong phiên giao dịch ngày thứ hai là nó đã test về vùng 1040 và nó đi sideways ở quanh biên 1037 đến 1040 cho đến khi nó mất 1040 ở đây và cái xu hướng khi bị mất 1040 thì nó sẽ test về biên trên đó là 1033 và nó test 1033 nó thất bại thì nó sẽ test về vùng 1027 và cái điểm sâu nhất của chỉ số vn30 trong tuần vừa qua thì nó test khá sâu về vùng 1015 101 1015 đến vùng 1020 À chưa đến vùng 1015 Nó suy soát thôi Chưa đến vùng 1015 Chỉ có phá sinh thì đến Và sau đó thì nó bắt đầu diện Nó bắt đầu có một cái lực long quay trở lại Và lực long này thì nó lại tiếp tục test lại biên trên Ở vùng 1033 thành công Và chính cái, chính cái điểm test này thành công Nên đã có một cái lực long ở trong phiên uh, giao dịch tức là phiên ngày thứ hai thì nó tương đối với phiên ngày thứ hai ngày thứ ba tương đối xấu nhưng đến phiên ngày thứ tư thứ năm thứ sáu thì uh, thị trường của chúng ta đã ba phiên kết tuần thì thị trường của chúng ta đã bắt đầu có cái sự phục hồi khá là tốt uh, nhìn về chỉ số vn30 như thế này thì tuần tới uh, chúng ta sẽ dự báo cái khả năng điểm uh, nó sẽ quay lại ở khoảng quanh vùng 1045 nó xây lại vùng này tại vì sao nó xây lại vùng này là nó lấp lại cái gap ở đây này nó ít nhất là đấy ít nhất đẹp là nó sẽ lấp lại cái cái vùng cáp ở đây nó lấp lại vùng ở quanh 1045 tích lũy thành công và lực long đẩy long trở lại hoặc nếu không thì nó sẽ tích lũy lại vùng 1037 đến 1040 đấy là cái xu hướng uh, kỳ vọng về kỹ thuật tuần tới là thị trường sẽ không chỉnh cung sâu uh, nó sẽ phụ thuộc thêm vào cái tín hiệu Dow Jones ở tối nay uh, nói chung là tất cả mọi thứ thì nó sẽ đang cái câu chuyện về thị trường chứng khoán thế giới nó cũng đang rất là căng thẳng ở thời điểm hiện tại Uh, và uh, chúng ta sẽ có vùng cản 1065 đến 1070, khỏe hơn thì chúng ta sẽ ngắm cản 1080 nhưng đấy là những cái vùng cản và những cái vùng cản này thì phải căn cứ cái tín hiệu giao dịch, căn cứ cái tín hiệu của các nhóm ngành về các chỉ số thì chúng ta mới phân tích thêm. Uh, đối với chỉ số phái sinh, ông à, sẽ phân tích chỉ số index trước. Uh, đối với chỉ số VN Index thì các anh chị cũng thể có nhìn ở đây, chúng ta sẽ quay nhìn lại, nhìn ngắm lại một cái uh, Ờ, tuần giao dịch thì đầu tiên hùng cũng đã nói đến là vùng một nghìn ba bảy một nghìn bốn đây các anh chị đó nó sẽ uh, sẽ đi về cái vùng này và nó rơ lắc ở trong cái vùng này và nó bị thủng vùng một nghìn ba bảy thì nó sẽ test biên tiếp theo nó một nghìn ba ba một nghìn ba ba bị mất thì nó sẽ về vùng không hai bảy và đối với uh, chỉ số uh, chỉ số index thì trong tuần thì nó cũng đi về trong biên một nghìn một năm đến một nghìn hai và điểm thấp nhất đó là một nghìn một tám tức là gần như nó test lại cái chân sóng của ngày mùng hai tám tháng hai mùng một tháng ba À, sau đó thì nó có một cái lực long uh, tốt, lực long khá là tốt ở trong phiên giao dịch của ngày thứ, thứ tư và quay trở lại test cung và đến ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì như vậy là đây uh, cũng đã có cái sự phục hồi và uh, hơi tiếc nối một tí là tuần này thì nó chưa thể hoàn thành công cái vùng cản 1050 và bắt uh, 1055 và nó bắt đầu nó có cái xu hướng chỉnh cung. À, với cái góc độ chỉnh cung và với góc độ thị trường hiện tại thì ông cũng kỳ vọng là tuần tới thì thị trường của chúng ta không chỉnh cung quá sâu và mục tiêu thì nó sẽ test lại quanh 1045 và sau đó thì biên 1037 đến biên 1040 và đối với index thì có thể tính toán thêm ở cái vùng 1035. Đây có thể tính toán thêm ở vùng 1035 ở đây đó thì uh, 1035 Ok các anh chị có thể tính toán thêm ở cái vùng này nhưng nói chung là thị trường nó sẽ trả cung không không dự báo là sẽ không trả sâu Và sau đó thì chúng ta kỳ vọng công cản 1065 và vùng 1065 đối với chỉ số index ở trong tuần tới Thì căn cứ tín hiệu thực tế thì chúng ta sẽ phân tích thêm các cái vùng cản ở đây Còn đối với chỉ số phái sinh chúng ta nhìn lại đây thì nó cũng hoàn toàn tương tự thôi Điểm đầu tiên nó sẽ quay trở lại đó là test ở trong tuần tới nó sẽ test lại vùng 1040 À, sau đó sẽ về 1033 và cuối cùng nó về 1027 và điểm phái sinh thì trong tuần sau nhất ở 1015. Và kể từ đây thì chúng ta cũng bắt đầu có một cái sự phục hồi uh, khá là tốt và nhờ cái sự phục hồi này nên là thị trường uh, chúng ta có một cái uh, cái cái tuần kết tuần gọi là tương đối thành công. Uh, mặc dù không 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 rực rỡ nhưng mà như thế là cũng rất là thành công rồi và phái sinh thì bắt đầu có một cái lực long. Sau đó nó lại quay trở lại test lại vùng 1027 lần thứ hai cái vùng 1027 bên này nó test thất bại các anh chị này thì khi đó vùng 1027 mà test thất bại đó thì nó sẽ quay về vùng 1020 và vùng 1020 thất bại thì nó sẽ về vùng 1015 đó là cái nguyên lý thôi thì chúng ta sẽ ở những cái tín hiệu đó thì cũng phân tích ở trên nhóm không chat N02 rồi chứ không chúng ta không thể phân tích ở hàng ngày được và chúng ta cũng không thể bao quát hết được ở trên bản tin tuần bản tin tuần thì chúng ta sẽ có những cái dự báo về mặt chiến lược và về mặt sơ bộ thôi <laughs> Uh, với uh, tín hiệu như thế này và phiên ngày hôm nay thì target long cũng đã đạt được về một vùng 1053 và nó đang có cái sự chỉnh cung ở cuối phiên. Uh, nhìn về góc độ kỹ thuật thì tuần tới phái sinh nó sẽ test lại ở đây là vùng uh, dự báo test lại ở quanh vùng 1040 và điểm sâu hơn thì nó sẽ ở khoảng quanh vùng 1033 đến vùng 1035. Ở đây sẽ là vùng mà uh, phái sinh sẽ lấp lại. <laughs> 1033, 1033 đến vùng 1035 à, Vùng mà phái sinh sẽ có Xu hướng lấp lại ở đây để chúng ta có thêm Những cái điểm mà test cung kỹ thuật à, Thành công Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục Ngắm lại cái xu hướng long Và cái xu hướng long thì nó sẽ Đưa lại cho chúng ta ở vùng Cản kỹ thuật ở đây đó là quanh Vùng 1057, 1060 Và xa hơn thì sẽ là vùng 1067 Đến vùng 1070 ok các anh chị đấy là những cái góc nhìn uh, sơ sơ như vậy về xu hướng thị trường và quay trở lại quay trở lại uh, những cái góc độ phân tích thì hùng muốn các anh chị chúng ta xem lại cái hình ảnh này cái hình ảnh về đây 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 hình ảnh này ok anh chị đây thì ở trong cái thời điểm hiện tại uh, cái hình ảnh này lồng uh, đây các anh chị chính là cái phiên mà phiên giao dịch ngày bao nhiêu nhỉ chúng ta sẽ mở lại trên trạc kỹ thuật ngày chính là phiên giao dịch của ngày 21 tháng 3 thì sau khi mà kết thúc cái phiên giao dịch ngày 21 tháng 3 thì cũng đã đưa cho các anh chị một số các cái góc nhìn về mặt thị trường cũng như là chỉ số VN Index Index ngày thì các anh chị nắm ở đây hiện tại thì Index của chúng ta đang có một cái kênh xu hướng giảm trong ngắn hạn trên sạc kỹ thuật ngày thì mỗi lần mà nó chạm tiệm cận về đỉnh một điểm, hai điểm, ba điểm và điểm này nó cũng bị thất bại ở vùng 1060 đến vùng 1065 điểm. Ok. Và chính là cái target hồi mùng đã phân tích cái nhịp sóng từ ngày 28 tháng 2 ngày 1 tháng 3 thì cũng đưa cái target index nó chỉ về đến đây thôi, về đến quanh vùng 1060 1065 thôi. Và nó chỉnh cung, thì nó chỉnh cung thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại là trong cái tuần vừa qua thì nó test lại đúng cái vùng 1015 đến vùng 1020 ở đây. Tức là test lại cái vùng này nó rất là quan trọng và ở đây thì nó cũng đã có một cái kênh xu hướng dạ, kênh xu hướng tăng giá như vậy ở đây là giữa cái câu chuyện là phe gấu và phe bò đang chiến đấu rất ác liệt ở cái vùng 1015 đến vùng 1020 đối với chỉ số VN Index đó là điểm chốt và trong trường hợp thị trường vẫn giữ được cái vùng 1015 cộng thì như vậy là chúng ta tạm yên tâm còn trong trường hợp nếu như ý của chúng ta bị phá vỡ vùng 1115 điểm thì à, nó sẽ là cái sự khó khăn vô cùng các anh chị nha và như vậy cái target hồi của cái nhịp sóng này thì chúng ta lại nhìn đây nên đến ngày đây thì target hồi của nhịp sóng này như vậy á là chúng ta lại bị có một cái vùng cản ở vùng 1055 và như vậy tuần tới để mà index của chúng ta tiếp tục cái hành trình đi lên thì nó cần phải diện break cản ở vùng này đó và để break cản ở vùng này để theo hùng á là nó sẽ cần cần gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa tức là chỉ số Dow Jones nó cũng phải gì ạ, nó phải cũng phải bật tăng quay trở lại này. Rồi dòng tiền nó cũng phải được cải thiện hơn này, cùng với đó thì các cái uh, chính sách vĩ mô uh, nó sẽ tốt hơn. Để như vậy là chúng ta kỳ vọng để để index của chúng ta có thể bứt phá ở vùng một cản 10555. Và khi bứt được ở cản 1055 thì như vậy là chúng ta lại ngắm lại vùng 1060 và vùng 1065 1075 uh, 70 ở đây, đó là những cái target cản uh, tiếp theo. Thì như vậy là căn cứ uh, cái tình hình thực tế căn cứ cái tín hiệu kỹ thuật Uh, tuần trong ngày thì cũng sẽ có phân tích thêm ok bản tin tuần này thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và uh, những cái mã cổ phiếu các anh chị quan tâm cần phân tích thêm thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần và ông Lê cũng uh, trân trọng kính mời các anh chị về đồng hành của team của ông Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta nhận được uh, các cái phân tích trực tuyến, uh, các cái phân tích khá là chi tiết ở về thị trường uh, về cổ phiếu để chúng ta nắm thêm uh, để chúng ta có thêm uh, những cái góc nhìn tốt hơn, tối ưu hơn trong À, quá trình giao dịch trong quá trình đầu tư à, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em à, trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo